chơi rồi ấy gì. Có chơi. Đấy công trình bọn em đang thi công ấy. Anh cứ ấy thì phải ấy. Anh cứ quay nhưng mà vào đây là phải ấy nhá. Mà dạ thì Nhân mến chào bà con. Dạ hôm nay là ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Dạ cũng vừa qua Tết Nguyên Đán năm 2024 giao Giáp Thìn. Các anh chị ha, thì hôm nay Thiện Nhân đến tỉnh lộ 9A5 của thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và cũng đây là điểm bắc cầu vượt ha, cầu vượt cao tốc. Và đây là cầu vượt cao tốc Bắc Nam các anh chị. Dạ hôm nay thì cũng bước qua đầu năm rồi, Tết Nguyên Đán thì các anh em cũng ăn Tết tất bật xong rồi thì anh em đã tiến hành lên thi công ở cái công trình này. Đây là công trình cao tốc nha các anh chị. Đây mình đi thẳng luôn vô trong hướng trong đó là đi ra ngoài sông Hậu đó và Cần Thơ đó. Thì tuyến đường đây là tuyến đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Các anh chị nhìn thấy mấy trước Tết đó thì cũng làm vậy ha. Thì hôm nay mình quay trở lại, hôm nay thì ngày 16 âm lịch tháng Giêng, cũng vừa qua Tết được mười mấy ngày đó. Thì hôm nay buổi chiều nè, Thiện Nhân đến để Thiện Nhân cập nhật những thông tin mới cho các anh chị Sài Gòn cùng xem cao tốc Bắc Nam, tuyến Cần Thơ Cà Mau. Và đây đi thẳng vô trong đó luôn là về hướng sông Hậu, về xuống Hậu, xuống hướng sông Hậu các anh chị. Và chúng ta đi thẳng trong đó luôn ha. Còn mấy bên đây nữa, đây cầu vượt Bắc Ngang đây nè, hôm nay là mình thấy có đổ bê tông đây, đổ mình gọi là cái này không biết mình kêu bằng cái gì luôn nha. Mà các anh chị biết thì các anh chị nhớ bình luận phía dưới và chỉ cho mình biết ha. Điểm đây là không biết mà mình đang thi công cái này là công trình thi công gì luôn, mình không biết luôn nè. Nhưng mà ngay này là tỉnh lộ 925 nha các anh chị. Mấy bên kia thì mình biết là có đang làm cái trụ cầu rồi đó, nhưng mà để tí xíu nữa là mình né né bên đó để mình xem chị ha, để mình xem thử coi bên đó coi các anh thi công như thế nào rồi. Còn bên đây thì mình thấy đang thi công vậy nè anh chị, mình không biết đó là gì nữa. Cái này biết đổ cái gì nè, mình cũng chưa biết gọi là cái này là gì. Đáng lý ra thí dụ như cầu vượt thì người ta đổ trụ đóng cọc ngòi rồi ha, để bắt cái cầu vượt đi ngang qua đây á, nhưng mà ở đây mình cũng chưa biết cái này là cái gì luôn. Ở đây tầm độ thì nó hơi xéo. Ngày này đây mình chờ tới tí xíu nha. Đó ra chị, đây đi thẳng vô trong đó luôn ha. Mình đi thẳng tiến về đó luôn là ra thẳng ngoài sông Hậu á, thì ra ngoài cầu Cần Thơ luôn đó. Thì đây người ta cũng tháo dỡ mặt bằng hết rồi, người ta cũng đang san lấp á, rồi phá cây cối trơn rồi đó. Wow, xe nó chạy thấy ghê quá. Thì giờ mình mé qua đây các anh chị nhìn. Ở mấy bên đây thì các anh chị nhìn thấy có mấy cái trụ lên nữa. Các anh chị thì mình thấy có trụ lên hết nè, có mấy cái trụ lên đó.
rồi có một mớ sắt đồ nè, người ta để đây á. Các anh chị nhìn nó. Đây cái tiếng này là mình đi thẳng lên trên về trên Cần Thơ luôn các anh chị. Đây mình chạy, mình chạy đây là băng lên về mình chạy Cần Thơ đó. Rồi hướng về đây thì về thị trấn Ngã Sáu của tỉnh Hậu Giang anh chị. Ở đây là tỉnh lộ 925. Đó, các anh chị nhìn thấy xe cơ giới cũng thì chúng ta đi ha, chúng ta đi đây lên trên khoảng vài cây thôi, vài cây nữa là đi lên trên đó là đụng xã Long Thạnh rồi. Xã Long Thạnh nó xéo xéo anh nói chút. Rồi lên cái chanh rồi rút ra ngoài Cần Thơ. Ở đây ta thấy có xe cần cẩu này kia rồi các anh chị ha. Quay gì anh ơi? Quay gì đây? Cái này quay cái tuyến đường này anh ơi. Quay cái nào đây? Quay cái tuyến đường này anh ơi. Quay cái tuyến đường này chơi anh ơi. Quay chơi rồi này. Quay chơi. Đây công trình bọn em đang thi công ấy. Anh có ấy thì phải ấy. Anh cứ quay nhưng mà vào đây là phải phải nhá. Mình không quay được nữa. Mình đừng vô này ha. Ok, cảm ơn nha. Rồi người ta không có cho mình quay á. Khi mình đi vô con này mình quay á là mình phải hỏi. Mình phải hỏi nha. Đây, có cái chú đó. Cái chú đó là bảo là bây giờ nếu mình vô này mình quay là mình phải hỏi về công trình đang thi công. Cho nên nãy mình cũng trả lời là mình quay chơi chơi thôi. Mình cũng sợ mấy anh la đó ha. Mình quay chơi thôi nhưng mà con ha, mình quay chơi thì còn nếu mà mình quay mà để thì sợ mấy anh la đó. Đây. Đó thì xe cơ giới cũng đang tích cực làm ở trọng các anh chị ha. Cần mấy cái cần cẩu đó đang câu sắt. Người ta cũng chuẩn bị, người ta lên dầm này kia rồi đó nha, sắt rồi người ta bo sẵn hết trơn rồi nè. Đi tướng tiến về hướng này. Hôm nay thì mình đi thẳng ra ngoài đó thì này đó thì chắc cái cầu vượt bắc ngang chỗ này nè các anh chị, bắc ngang qua chỗ quốc lộ luôn. Đó. Vậy thì có nghĩa là chắc cái ngang đây nhé. Còn bên đây đang đóng bắn cái gì đó nãy là chắc không phải đâu. Nữa chắc nữa ta làm trụ cái này. Vì mình thấy nhận định là trụ nè, cái trụ nằm ở đây cắt xéo xéo ở đây nha anh chị. Nhưng mà đây là làm cái gì rồi chứ không phải làm cái nãy mình đổ bê tông, thấy mình đổ bê tông đó mà các anh chị nghĩ cái đó là không biết là cái gì luôn ha. Nếu mà anh chị biết á hoặc là mấy anh thợ cầu biết chỉ giúp mình ha, bình luận phía dưới chia sẻ cho mình ha giúp mình chân thành cảm ơn các anh chị ha. Bây giờ mình sẽ quay cái video đây để mình chia sẻ cập nhật mới cho các anh chị xa gần cùng xem tiếng độ đang thi công cầu vượt. Quay lại lên vậy ha. Là người ta đây chúng ta thẳng tiến về hướng này là về thị trấn Ngã Sáu anh chị ha. Ở đây thì người ta công trình đang thi công, nếu mà mình quay nó mình phải hỏi anh chị ha. Bữa nay cái anh kia anh nói mình cũng giật mình,
không biết cái đó là cái gì luôn đó nha. Nhưng mà anh chị nào biết thì đó, coi video của mình đó, bình luận phía dưới chỉ cho mình biết ha. Người ta đổ đan vậy đó, người ta đổ bê tông vậy đó. Đó. Mình cũng không gọi là không biết cái đó là cái gì luôn. Vậy đây thì mình xin tạm dừng video ha chị ha. Thì video mình chia sẻ thì các anh chị thấy thì phía bên đây thì người ta cũng đang nỗ lực thi công đóng cọc rồi đó. Vì cũng có mấy cái trụ cầu mọc lên rồi đó, sắt này kia đồ bo sắt rồi người ta để sẵn đó, chuẩn bị là lên dầm ngang đó. Đà gió dầm ngang xong là người ta sẽ đổ dầm ngang liền. Bê tông cốt thép dùm ngang ha. Thì trong đó cu be cần cẩu rồi này kia rồi người ta đang thi công trong đó các anh chị ha. Được thôi, đoạn video đến đây mình xin tạm dừng các anh chị ha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Thì Nhân cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất cho các anh chị cùng xem. Thì các anh chị nhớ like, bấm chuông, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Thiện Nhân để Thiện Nhân có thêm động lực làm những video mới tiếp theo. Dạ, thân ái chào tạm biệt.